chào quý cô chú anh chị và các bạn Đến với video tiếp theo này thì kênh youtube Nguyễn Đoàn Khuê Chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn Một bài viết có tiêu đề là Mua bán nhà đất bằng vi bằng không được sang tên sổ đỏ Cái bài viết này thì được đăng tải trên trang báo lao động điện tử Vào ngày 2 tháng 7 năm 2021 Kính mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi Những nội dung trên bài viết này nhé Với nội dung dưới đây sẽ là những điều cần biết về việc mua bán nhà đất bằng vi bằng mà quý cô chú anh chị và các bạn nên nắm rõ, cụ thể những nội dung như sau. Thứ nhất, vi bằng là gì? Vi bằng là thuật ngữ được nhiều người biết đến, đặc biệt là vi bằng liên quan đến nhà đất. Theo quy định tại khoản 3 điều 2 nghị định số 8 ngày 8 tháng 1 năm 2020 của chính phủ quy định rõ về vi bằng như sau. Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của nghị định này. Như vậy, vi bằng do cơ quan thừa phát lại lập để ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc, trừ các trường hợp không được lập vi bằng theo quy định tại điều 37 nghị định số 8 ngày 8 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ. Thứ hai, không được lập vi bằng để chuyển nhượng nhà đất căn cứ theo quy định tại điều 37 nghị định số 8 ngày 8 tháng 1 năm 2020 của chính phủ thì quy định việc cấm cơ quan thừa phát lại lập vi bằng để xác nhận nội dung việc ký tên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chỉ có đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất nếu có. Ghi nhận sự kiện hành vi để chuyển quyền sử dụng đất, tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật. Thứ ba, việc mua bán nhà đất bằng vi bằng sẽ không được sang tên. Căn cứ theo khoảng 3 điều 167 luật đất đai năm 2013 và nghị định số 8 ngày 8 tháng 1 năm 2020 của chính phủ, thì việc chuyển nhượng nhà đất bằng vi bằng sẽ không được sang tên, lý do là Pháp luật đất đai quy định hợp đồng chuyển nhượng nhà đất phải công chứng hoặc chứng thực và hồ sơ sang tên phải có hợp đồng chuyển nhượng được công chứng hoặc chứng thực. Vi bằng không thay thế văn bản công chứng văn bản chứng thực mà chỉ ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thứ tư, những sự kiện về nhà đất được lập vi bằng. Cơ quan hùa phát lại được lập vi bằng để ghi nhận sự kiện liên quan đến chuyển nhượng nhà đất như sau. Xác nhận tình trạng nhà đất. Giao nhận tiền khi chuyển nhượng nhà đất hợp pháp, khi hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Ghi nhận việc đặt cọc, bài viết này thì được thực hiện bởi tác giả có tên là trang thiều chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau